ban tổ chức. Xin chân trọng cảm ơn chương trình văn nghệ chào mừng rất đặc sắc đến từ các học sinh trường Trung học cơ sở huyện Tri Phương và trường Trung học cơ sở Trần Công Vân thành phố Huế. Một lần nữa xin dành một tràng pháo tay để cảm ơn và chúc mừng.